ra nhé xa lạc thôi rời lề, nhục thi ta trong một chuyến ra đi. Vầng trăng kia đang lim tắc dưới mi, kia trước mặt dòng ngà nô ma xanh gì. Đừng khóc nữa lên ngựa đi xa lạc, kỷ vật này xin trao lại phổ vương. Xin người đừng tìm kiếm kẻ xuất gia, sẽ hồi ngộ khi nào ta đắc đạo. Xa lạc ơi, chúng sanh còn điên đảo, còn đắm mình trong tứ khổ vô minh. Thì người ơi, ta cần phải hy sinh chút hạnh phúc mong manh, mưu cầu cho chúng sanh. Từ lúc đó trên đường đi tìm đào, một bóng người trong mảnh áo tà tơi, thương tư tâm vào hành nguyên đồ đời. Người đi mãi trên con đường giải thoát. Lạy mẹ con đi xuất gia tu học, kể từ đây lạy mẹ con đi bước theo ánh đạo từ bi. Nghĩa ân của mẹ trọn đời con không quên. Lạy mẹ con đi cách xa gia đình, kể từ đây vào nhà Như Lai tiếng tu tám nghiệp tình thánh. Mai sau trở về lời là cho thế nhân. Mẹ ơi, con biết rằng tình mẹ thương con vô bờ, không muốn cách xa con thờ, nhưng vì chỉ nguyện riêng con nên mẹ ngăn lệ nuốt sầu tiến con đi. Mẹ ơi, theo ánh đào ngày ngày an vui tu học, nhân nghĩa chi bi trao rồi đêm ngày hết lòng nói gương. Theo thầy chuyên cần phát nguyện theo bước Như Lai. Lạy mẹ con đi bước theo sư phụ hành lời tha, nguyện cầu Như Lai sáng soi trí tuệ đời con. Nghĩa ăn đắp đền để mẹ thôi nhớ mong. Lạy mẹ con đi xuất gia tu học, kể từ đây lạy mẹ con đi bước theo ánh đạo từ bi. Nghĩa ân của mẹ trọn đời con không quên.